Hi, Bãi Rắn Xuân Lộc Đồng Nai xin mến chào các bạn nha. Bữa nay mình đi thăm bãi với ông anh này gọi là chuyên gia về bãi rắn hổ các bạn này. Mà ông anh này ổng hơi khó tính tí xíu là cái là ổng dặn mình là không được quay khi ổng vô chuột với lại vô lúa. Mình không hiểu lý do tại sao. Nhưng mà bữa nay mình thử trải nghiệm đi thăm với ông anh này như thế nào. Mình cũng nghe tin đồn ông anh này rất là nhiều về cái vụ mà bẫy rắn hổ các bạn. Bữa nay mình sẽ quay và cố gắng mình cái này là chắc ổng không có nghe đâu, ổng đứng xa lắm các bạn. Là mình sẽ quay lén để mình cướp nghề cái cách bắt hổ hành của ổng như thế nào nha các bạn. Bây giờ mời các bạn theo chân mình để đi thăm cùng với ông anh này như thế nào các bạn nha. Bữa nay ông anh này là gọi là chuyên gia về bẫy rắn hổ hành nha các bạn. Thôi mời các bạn cùng đi với mình các bạn nha. Khi nào ổng ra rồi mình sẽ quay cho ổng cho các bạn xem nha. Ổng là nói mang tiếng là chuyên gia đó mà mình cứ như thế nào nha các bạn. Rồi đây ổng nè các bạn ơi. Ông anh ơi. Đây, chào mọi người các ông anh này. Chào các bạn. Ông này là dân miền Tây nha các bạn nha, dân Đồng Tháp á. Bảy chỗ nào anh này? Này theo chân ổng coi. Trời ơi sao bảy mà hiểm trở dữ vậy nè. Vô ngoài này. Rồi, này trận mưa lớn rồi nè. Biết được con chó bá chổng không? Bánh thay anh. Dính không anh? Rồi, để tới cái tiếp theo mình sẽ quay các bạn nha. Đặc biệt cái là ổng dặn là không được quay lúc ổng vô chuột hay vô lúa, mình không hiểu lý do tại sao. Nhưng mà mình sẽ biết các bạn nha, khỏi lo. Rồi, tới cái tiếp nha các bạn. Cái đầu tiên bị bụi vậy đó. Thấy chuyên gia kiểu này là thấy không ham rồi đó. Rồi, cái tiếp theo nha các bạn. Nặng không anh ơi? Ủa có hàng các bạn ơi, có hàng, có hàng. Ông gật đầu nghe, thấy ông cười cười mỉm đó. Con gì anh? Hành các bạn ơi. Thôi để mình nói chung là cái đầu tiên là vợ mình đây cũng bẫy thường xuyên cho mượn. Bẫy thường xuyên cũng dính mà, chứ chi ổng. Để mình thử coi, trải nghiệm thử coi ngày hôm nay tâm bẫy ổng như thế nào các bạn nha. Ồ con này cũng được các bạn. Con này chắc cỡ 7 lạng các bạn ơi. Ồ đã. Để mình mở cho các bạn xem nha. Không tới đó bạn, con này giỏi lắm, 4 lạng anh ơi. Đâu thấy gì chứ 6 lạng được đấy em. 6 lạng à? Dạ. Rồi anh bắt đi anh. Dỡ cái nón cao cao tí để mọi người xem anh là người thế nào chứ. Chuyên gia hổ hành đây. Mình nói chung là mình cũng không rõ về, tại vì cũng có người giới thiệu mình đi thăm chung với ông này để trải nghiệm cho biết thôi nha các bạn nha. Còn ông này nghe người ta nói là một ngày ông đi có thể là 10 mấy ký hổ hành các bạn. Mình không hiểu. Mà cái bịch của ông nó thấy đơn giản có gì đâu các bạn. Cái bao lưới của ông này cũng bình thường y như mình vậy thôi. Mà cái là ông không cho mình đụng chạm tới cái vỏ của ông, lý do tại sao? Chung là mỗi người nó có một cái riêng. Cái riêng. Anh cũng không giấu được em đâu. Thì trong nghề thì rồi, con đầu tiên nha các bạn. Thấy ông vô cái ông cười tươi rói luôn. Trời nó ấy tùm lum hết rồi. Chắc đi dữ lắm sao mà thấy người nám rô. Thôi mình ngưng nha bạn, ổng không cho mình quay lúc này. Rồi tiếp tục nha các bạn. Nhỏ nhỏ con mà ổng đi và cú. Ông này giỏi lắm, chừng cỡ 4 mấy ký các bạn. Đâu anh này? Đây cái bẫy đó các bạn. Bẫy thấy đơn giản quá các bạn ơi. Lùm chuối này nè. Nặng quá này. Có hàng không? Ồ có hàng các bạn. Nặng. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Có gì vậy? Cái gì vậy? Để cho mượn ra. Ồ nặng dữ ta.
Ồ, hổ hành nữa các bạn. Ồ, sao nó hai cái đầu lận anh ơi. Hình như cái này hai con nè. Dạ. Đấy. Hai con hay sao á. Đó, giờ mình đi bẫy mà chưa được hai con nào nha các bạn nha. Bữa nay clip mình này có hai con này là thấy lạ đó. Hai cái đầu nữa nè. Ồ, ba cái đầu luôn anh ơi. Ba con. Trời ơi. Đấy các bạn nè, ba con luôn. Một. Hai. Đây nữa là ba con đó các bạn. Trời ơi. Cái nó kẹt đầu, kẹt đầu. Ba con luôn các bạn. Trời ơi. Chúng bầy. Trời ơi. Chúng này con nữa. Rồi rồi. Cái này ngay bầy lứa nữa. Không, cái này bữa nay là công nhận các bạn. Chúng bầy chỗ này còn nữa. Trời ơi. Không hết đâu. Đây các bạn nè, ba con. Ghê thiệt chứ. Nói chung này công nhận các bạn ơi. Bây giờ mình không có ấy được công nhận là ông này là nó, các bạn thấy ba cái đầu không ạ? Đó, cái lồng rồi ba con ghê mà nhỏ nhỏ các bạn. Ba con này chắc được ký không anh này? Được, ba con này được. Ồ. Có con thì khá, 2 kg. Nói chung là trung bình một ngày là anh đi thăm một tuần, anh đi thăm mấy ngày anh? Một tuần à? Dạ. Tuần mình đi thăm cái con họ coi như là 5 ngày mình mới đi thăm lần. À. Nhưng mà một tuần anh chỉ bẫy một chỗ này thôi hay anh bẫy nhiều chỗ? Cũng nhiều chỗ, à. Khu vậy mình thăm ngày vậy đó. À, là anh đi dốc vòng vậy đó hả? Ừ. À, trước khi nào mà em rảnh rồi em không đi bẫy nhà, thăm bẫy nhà đi theo anh thăm được không? Được chứ. À, cũng như bữa nay vậy anh này. Ừ. Thì anh em thì giao lưu nhưng mà con cái là kính giùm tôi là được. Thì kính thì dữ lắm thì cũng mất lòng thôi chứ có gì đâu mà anh sợ ta. Dân bẫy rắn với nhau không, ăn trộm lòng với nhau là bình thường mà. Tầm ngày này ai cũng biết rồi. Thấy vậy chứ nó mắc cái bẫy thì không quan trọng, mà mắc cái bẫy mới quan trọng. À, cái chỗ đặt ra bẫy hả anh này. Ừ. Trời ơi, cái này được 3 con luôn á các bạn. Cái lồng được 3 con ghê chứ mà cũng không có lớn các bạn. 3 con gom lại chắc được 1 kg. Ừ, 3 con này dựng ký à. À. Ông này là dân Đồng Tháp đó các bạn nha. Anh em nào mà của Đồng Tháp thì hú ông anh này một cái. Đó, ông này là ông Đồng Tháp. Ông ở tỉnh huyện nào anh? À, ở Lấp Giò. Lấp Giò hả? Ừ. Ở dưới đó anh có quen cái đồng nghiệp nào mà bẫy rắn tên chi không? Nói chung thì mình làm thì cứ lũi làm thì chỉ biết đi trên YouTube thôi chứ mình cũng ít khi đi đâu. À, cho mượn cái này. Đi làm thôi. Hai lòng mà bốn con các bạn tin. Hai lòng bốn con, cái này là so với mình là bốn con này chắc phải là 30 lòng các bạn nè. Ghê được chứ, hay ta. Lát nữa anh chỉ cho em một cái anh như là chỉ cho em cái bài thuốc gì của anh để em về em đặt em làm clip cho mọi người xem anh được không? Thì đặc biệt riêng em thôi, còn lên trên đây thì anh đừng nói được rồi ha. Thì cái đó thì cũng được thôi nha, em thì kính được thì mình để cho mình cho thuốc rồi chứ mình không cho to. À. Thôi mình ngưng cái chỗ này nha các bạn nha. Để tiếp tục cái đó mình sẽ quay cho các bạn xem. Rồi tiếp tục nha các bạn. Hôm nay đi nghịch hướng mặt trời cũng hơi chói các bạn nha. Mà hổ trâu ít dính hả anh? Có dính không? À, cái này là chuyên về hổ hành đó anh thầy. Cái này không có chuyên về hổ hành thôi. À. Rồi, bị lụm bẫy rồi gì? Nằm đâu rồi? Đây nè, anh thấy đây nè. Dưới suối kìa. Ê, giống hổ ngựa anh này. Kìa kìa các bạn, con hổ ngựa các bạn ơi. Hổ ngựa hổ mèo á. Rồi, anh xuống đó. Dừng hai con, ba con vô. Hổ ngựa các bạn. Bữa nay cái clip này đẹp lắm rồi các bạn ơi. Trời ơi, xuống dữ trời. Tính ra mới có thăm có cái này là cái thứ 5 nè các bạn nè. Cái thứ 5 mà được con này con thứ 5 luôn, ghê chứ. Trời, con cũng to anh này. Rồi con này. Rồi đem cầm. Trời ơi, con này cũng khá các bạn, con này chắc nửa ký em, được ký không? Thôi nè. Trời quá. Để mình quay ngược cái camera lại cho. Đây bạn nè. Cái này đó chầm bắt con to đó mà chưa bắt được con to đó. Con này cái đường này anh thấy cái con gì mà to? Cái này là trâu à? Trâu chạy ngang đó. À. Không gà là anh chưa chịu vô. Rồi bắt đi. Đây cho nó thoáng.
cái nồi này trâu nó không kén nhẹ, nó kén lắm, nhưng mà bây giờ là con mồi thôi chứ còn hồi này nó không đặc biệt. Trâu như trâu cũng có bài thuốc gì khác không anh, hay là cũng đó mình, luôn mình chưa tìm ra được bài thuốc đó. À trâu hả, trâu người ta nói thì nó lượng 50-50 thôi chứ còn nói gì chính thức chứ. Như con hành thì nó dễ có đó, à đúng là nó có đó, có hiệu quả luôn đó, mà duyên con trâu thì thôi. Nhưng mà em thấy trên mạng rồi nó bán thuốc dụ rắn là có đúng không anh này, hay là nó cầu view rồi tạm thôi, nó coi như là cái dạng đó thì nó cũng hơn cái mình đặt không thôi, nhưng mà nó không có được đạt. Nhưng mà con gì chỉ có riêng là cái con hành này nè thì cái vụ nó dễ thôi, chứ còn con hành với đặc biệt là con gắn hổ á, con gắn hổ á thì nó cũng vụ nó dễ thôi. Anh đi bẫy mà anh không đeo bao tay lỡ nó cắn cũng chảy máu chứ, mấy con gắn hiền này cũng răng bén lắm chứ. Mình thường thì dính ba mấy con hiền không, mà còn mấy con dữ thì mình trồng bao mình bắt thôi. À bắt mấy con hiền thôi chứ. Trời ơi. Dạ, dạ. Các bạn nghe nó phẹt. Ừ. Clip này bữa nay chắc hơi dài các bạn này. Nay anh thăm mấy chục cái anh? Nay hả? Nay mình khu vực này chắc khu vực này anh nói nhiều cái. Ít thôi, đi khu vực này chắc tới chừng mười mấy cái hả? À mười mấy cái. Còn tổng số lồng của anh Bảy là bao nhiêu cái? Có trăm mấy thôi. Trăm mấy hả? Ừ. Thì anh đi vậy là nếu mà tính ra như cái tháng thất thu là anh kiếm một ngày cũng được mấy ký không anh? Vô chừng thì cũng lúc mà nó hụt thì ngày cũng được vài ký. À. Cái lúc hàng nó khó. Còn lúc nào mà nó chạy nhiều thì nó ấy, cái hàng này thì nó riêng con hành này là nó chịu chạy nhiều là chạy kinh lắm. À. Mấy con kia thì không chắc được. Anh kia lâu lâu mới gặp mặt thôi chứ, riêng con hành này lúc nào có là có dữ lắm. Ở đây là đây gọi là mình phải là chưa nói chung là mình mới bắt đầu đi cái này, cái thứ năm các bạn nha, đúng không anh? Cái bảy thứ năm đúng không? À. Cái thứ năm mà được 5 con các bạn nha. Để cái này là mình để chưa kiểm chứng được, mình chỉ nghe tin đồn thôi. Bây giờ mình ngưng lại nha bạn, để cho anh vô chuột là vô lúa rồi mình tiếp tục đi các bạn nha. Rồi tiếp tục nha các bạn. Ở đây có hổ mèo không anh này? Có, thỉnh thoảng có. Đầu mùa nó chạy dữ lắm. Dạ thì nó bắt trước nó giảm, hổ mèo cũng lẹ lắm. Ồ, cái này nghe nhẹ các bạn. Dạ. Rồi, cái này không dính rồi. Hình như chuột đi đuôi sao anh? À, con gì chết nè anh ơi, có rắn nè. Rắn chết gì rồi, rắn cái dài sọc rồi. Thấy bạn này có rắn chết nè, cái da rắn này giống như con... rắn nhỏ nó kẹt đầu chết nè. Hổ hành hay gì? Da này da đen xì. Ừ. Da này không giống da hổ hành. Có nó còn kẹt trong đây này. Mà cái đầu đây nè anh nè. Nè nó rút ở đây nè. Trời ơi nè, cho bá nè. Này rắn hiền. Ừ. Nó không có đanh. Này có khi nào hổ lãi không anh? Ừ. Bây giờ nó muốn gỡ xác rồi, cái này tới do nó kẹt đầu dài nè, bị con gì cắn nè. À. Cắn rút ra đó. Không hổ ngựa anh ơi, đây này hổ ngựa nè. Ừ. Hổ ngựa. Đây nó có sóng lưng nó có sập dưa. Rồi cái này có rắn vô mà chết nha các bạn nha. Tính ra là nãy giờ cái thứ sáu. Ui cái da nè, cái da rắn này nè. Nó vô lên luôn không? À cái này da. Rắn lãi rồi. Lãi. Chắc như con rắn này lột da cái nó vô luôn các bạn nè. Đây nè các bạn nè. Đó. Đó nó cái da dài sọc luôn các bạn nè. Này da rắn lãi anh đây. Cái này nó hơi vấn đề thì hơi ngộ là lạ nha. À ngộ à. Không cái da này thì da nhỏ nhưng sao cái mà con này con này nó... con da bự nè đúng không? Da cái này nằm nó gã ra nó bự hơn nè. À. Mà sao cái lập nằm đây mà kẹt đầu dài dữ. Nè mà em thấy này cái này giống hổ ngựa chứ đúng không? Ừ. Cái sống lưng nó còn da sọc đen nè. Ừ. Cái này là đầu hổ ngựa rõ ràng rồi. À. Thôi kệ nó, cái này nói chung là không dính. Ừ. Âu dính mà chết quên lộn. Rồi tiếp tục nha các bạn. Dài lắm. Này hơi chói ánh nắng mặt trời. Có đụng chuột con. Chuột con anh. Ồ. Con nó cắn ruộng cục chết. Có rắn không? Như hành mà tải. Chắc mini hả? Ừ. Đù, chuột nó bền dữ ha. À, con hành này nó sắp lột nó yếu rồi. Bạch tạng. Hành bạch tạng. Hành bạch tạng bạn ơi.
chuột chà bá luôn, hỏi hành gì, hành này giỏi lắm, chừng hai lạng các bạn. Rồi hành bạch tạng, hành này không phải nói nó bạch tạng là cho vui các bạn nha, này này nó chuẩn bị lột da nè các bạn nè, đó lột da mà nó không vô xử được chuột, hên là chuột không xử nó là may rồi đó, mà hên sao nó cũng không có đâm đầu ra chui nha các bạn nha. Thôi cái con này nhỏ quá mình không ngưng để cho anh xử lý nha các bạn nha. Rồi tiếp tục nha các bạn. Ông thấy ông đặt đơn giản lắm các bạn ơi, thấy cái lùm lùm là ông đặt à. Có không anh? Ồ, lại dính nữa các bạn ơi. Này gọi là đúng là bậc thầy của bảy rắn hổ rắn rồi. Con gì anh? Hành nữa bộ ơi. Ồ, lại hành nữa. Hay ta. Mình chỉ có môn này thôi. Môn kia thì không được gì hết ạ. Cho mượn á, tao. Có được cái con này thôi. Ồ, con này khá các bạn, con này chắc trời ơi, con này cũng 7-8 lạng anh nè. To à. Mặn đó. Con to lắm mà. To, to. Cầm lên thấy nặng. Rồi, lột ba cái con kia. Chói quá mà, nắng chói quá. Ồ, con này to, khá các bạn ạ. Ồ, cũng đã. Con này có 7-8 lạng á. Đó đó các bạn, 7-8 lạng có đó. Tính ra cái hôm này cũng không có gì đặc biệt mà. Nói chung là nó hơi nhẹ hơn cái hôm của mình làm tí thôi. Cái dòng hành này thì nó không cần đặc biệt đâu bạn ơi. Dòng hành này thì còn là bạn đúng khẩu vị nó là nó giàu à. Như anh chia sẻ cái cách mà bẫy như những cái chỗ đặt hổ hành như thế nào anh? Hổ hành nó quan trọng là vô mùa nắng nó ẩm. À cứ chỗ ẩm là được. Chỗ ẩm là được hả? Nhưng mà nó chủ yếu nhất là cái vùng nào có. À ẩm mà có. Quan trọng cái vùng nó có thì xuống ẩm, nắng xuống ẩm là ai cũng biết hết rồi, nắng xuống ẩm là phải chạy. Ngồi màng mình thêm một chút mùi vị nữa thì nó hảo thì nó tới lẹ, còn bình thường anh đặt nó không tới à. Của mình thì mình bắt cho nó lẹ hơn tí thôi chứ. Cái vùng nó có là anh đặt trước sau cũng bắt hết à, nhưng không có. Chắc anh đi là vùng nào chắc tiệt vùng đó quá. Hả? Thì mình về bẫy hơi lẹ. Mình vô người ta bẫy người ta để nền lâu, mình về hơi lẹ hơn người ta thôi. Em mượn con này. Rồi con này các bạn ơi, nó vô nó cũng con này chắc nó vô 3-4 ngày anh này, nó da nó khô rồi. Chứ là mùa này nó không hơi bị khô mau lại nắng, khô nắng mau khô. Trời ơi, nãy giờ dính liên tục không bạn ơi. Ghê chứ. Mình thấy mình ganh tị luôn bạn. Thôi, tiếp tục. Ừ, vậy mà tôi gặp ông kia còn dữ hơn nữa kìa. Ông đó hả? Bữa nào anh giới thiệu cho em đi thăm với ông bữa này. Ông hơi xa, hôm rồi tôi về miền Tây là ông đó ông đi tới 1.700 rồi. Trời ghê. Ừ. Nhưng mà dính kinh lắm, ông thăm bữa 100+ nha. À. Dính kinh. Thôi để tiếp tục tới 7 mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Rồi, cái tiếp tục nha các bạn. Quay cái này cũng hơi chuối tí, mình cũng giấu địa điểm giùm ảnh tí nha các bạn nha. Đâm ra mà cũng hơi chóng mặt vì cái cắm camera dưới đất á. Trong này thì nó cũng còn im, nó chưa có bị động mấy, nhưng mà mình sợ người ta biết là nó động ghê, nó động là có anh. Ừ, có mà. Nó động rồi cái như có hàng nữa nha bạn. Ồ, có hàng nữa à. Có hàng nữa. Trời ơi, mình ngày nay trúng hành là bạn ơi. Con gì vậy? Hành không. Con anh cho mượn. Chung không à. Ở đây nó không được hành đại. Đại gì cái này cũng dạng thứ dữ, nó đại gì ta. Ừ, các bạn ơi, nó nãy giờ dính liên tục luôn bạn ơi, mình không tin luôn á. Để nào dính chung này thì dính nhiều hơn. Chung là mình không tin được cái ông anh này, ông nói về chuyên gia hóa hành mà mình không tin luôn bạn này. Hôm nay mới thấy luôn. Con này cũng dữ chứ anh này. Anh cầm để anh chụp bóng hình để em làm anh giật cái nón lên xíu để cho dân miền Tây nó biết anh chứ. Thôi nó biết anh để làm gì vậy, để bắt anh đi vô tù như sao. Anh cầm cái này lên xíu anh. À, à. Đó, à thấp tới xíu rồi
Ông anh này là dân 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 ít cao có lòng tí chứ, dân 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 Đồng Tháp nha các bạn. Rồi ok anh, rồi cảm ơn anh. Đồng Tháp ở Lấp Vò đúng không anh? Kẹt con này to quá mà nó năm hơn. Tối nay chắc về vợ cho ăn gà rồi, chắc tối nay về thưởng, vợ thưởng 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 đúng không anh? Chắc cũng vậy rồi. Quá trời ơi các bạn ơi, trời ơi chắc anh thăm mười mấy cái mà chắc phải 4-5 kg có các bạn nè, ba cố luôn. Thua thua thua. Hình như là ổng lên hình ổng bắt rắn hơi vụng về sao các bạn này. Mình thấy bắt rắn hơi vụng về. Cái hôm này hôm cứng. Hôm cứng là nó à hôm ghê. Cứng à. Trời ơi con rắn đã quá. Cái này cái cuối rồi anh hả? Cuối rồi cái này hết rồi. À. Tại cái khu này mình trước nó chéo đường mà. Mình để mình thăm riêng đó. À. Nó dễ. Bữa nào anh đi nữa anh lát nữa em để số điện thoại rồi bữa nào em anh đi em anh alo em đi với nha. Trời ơi nó đã các bạn ơi. Có bao giờ mình đi 7 rắn dính nhiều vậy các bạn ơi. Tính ra mười mấy cái mà 7 dính cho trời. Này nãy đi chắc tính ra chắc cỡ gọn gàng 12 cái chứ nhiêu anh? Tầm đó, 14 cái chứ. 14 cái hả? Rồi 14 cái dính rắn các bạn ơi. Nói chung nhiều chỗ nó cũng khe là nó cũng không có đặt gì đâu. Không phải đặt chỗ nào cũng được như chỗ này đâu. À. Cái chỗ nào nó còn mới mà nó còn ấm thì nó mới có. Chứ không phải là cho mồi, cho anh mồi gì chở gì đi chăng nữa. Nhưng không có rắn mình đặt. Nào có thời gian nó cũng dài lắm rồi. Bây giờ ảnh cái này cái cuối rồi. Thôi mình cũng xin kết thúc clip đây nha bạn. Đó các bạn thấy đó, ông anh này ông đúng là thứ dữ luôn. Mình không tin luôn. Mà cuối cùng các bạn thấy đó, tính ra mà đi thăm nãy giờ là ồ đây có tụi ông chập bá luôn anh kìa. Trời ơi cái ông anh ra vô đây mấy lần mà anh không à mà lâu ngày anh mới đi thăm à. Các bạn tự nhiên đang quay cái tự nhiên thấy cái tổ ong chà bá lửa luôn. Trời ơi ong rùi. Bó tay luôn á. Cái mùa này ít mặt. À mùa này chắc ít mặt nè. Trời cái tổ ong chà bá luôn bạn mừng rồi, cái bánh mặt nó nhỏ lắm. Thôi mình cũng xin kết thúc clip đây nha các bạn. Mình quậy tay mọi người cái anh này. Chào các bạn nha. Rồi rồi, cái này là gọi là mình phải để mà về mình làm một cái gì đó chứ ông này ổng bảy rắn đúng chứ dữ các bạn nha. Thì mình cũng hẹn các bạn clip tiếp theo nha các bạn.